확실히 지난 몇 주간 한국과 베트남으로 가는 한국분들의 숫자가 눈에 띄게 늘어나고 있는데요. 베트남은 지난 27일을 기점으로 입국시 필수적으로 요청하던 베트남 의료신고서의 작성을 중단한다고 발표했습니다. 한국에 입국할 때 건강상태와 접종상태를 신고하는 Q코드처럼 베트남의 경우에도 보건부가 요청한 건강상태 신고서를 작성하고 QR코드를 받아야만 했지만 27일부터는 이러한 과정도 폐지하기로 했습니다. 하지만 입국하는 사람들의 의료신고서만 없어졌을 뿐 입국 이후 입국자에 대한 관리 감독은 지속적으로 유지된다고 밝혔습니다. 건강신고서 작성만 폐지되었을 뿐 베트남 입국을 위해서는 입국 전 72시간 이내에 PCR 검사 혹은 24시간 이내에 신속항원 검사 규정은 계속 유지된다고 했습니다. 또한 많은 분들이 질문을 주셨던 사항에 대해서 대사관에서 정리한 자료도 함께 소개해드리려고 하는데요. 무비자로 베트남에 입국하신 후 다시 한국으로 출국을 위해서는 48시간 이내 검사한 PCR 코로나 음성 확인서가 필요합니다. 이 과정에서 양성 판정을 받으신 경우 다음과 같은 절차가 이루어집니다. 1차로 7일간 자택 혹은 호텔 격리 이후 7일째 PCR 혹은 신속 항원 검사를 통한 음성 확인. 하지만 7일차에 양성이 나올 경우 10일차에 2차 검사를 진행, 만약 2차 검사에서도 양성이 나올 경우 14일차에 3차 검사를 진행하게 됩니다. 이에 따라 14일 무비자 입국한 후 한국에 돌아가시는 계획으로 입국하신 분들 중에 격리를 진행해야 하는 분들의 이야기도 들려오고 있습니다. 우선 확진이 되면 한국행 비행기 탑승이 어려울 수 있으니 이 점 참고하시기 바랍니다. 비자 일수를 넘길 경우 이를 증명할 서류들도 함께 준비하셔야 베트남 출국 시 불이익이 없으니 꼭 준비하시기 바랍니다. 그리고 격리 중 호텔 및 검사 비용들은 모두 확진자가 부담해야 합니다. 2022년 4월 28일 기준으로 베트남은 7,116명의 확진자가 발생했습니다. 하노이는 913명, 호치민은 82명, 다낭은 80명의 확진자를 기록했습니다. 오늘은 27일부터 시행된 출입국 시 입국자 의료신고서 작성 폐지에 대한 내용을 베트남 신문이 보도한 내용을 바탕으로 알아보도록 하겠습니다. 베트남 방송에선 어떤 소식을 전달했을까요? 베트남 소식, 베트남 뉴스. 보 y tế tạm dừng khai báo y tế với người nhập cảnh vào Việt Nam từ 27 đến 4. Bộ Y tế vừa có văn bản hướng dẫn tạm dừng khai báo y tế COVID-19 đối với người nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 27 tháng 4. Ngày 26 tháng 4, Bộ Y tế có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố có hoạt động kiểm dịch y tế trên cả nước, hướng dẫn về thủ tục khai báo y tế đối với người nhập cảnh vào Việt Nam. Theo Bộ Y tế, dịch COVID-19 đã ghi nhận tại hầu hết các nước trên thế giới. Bệnh đã có vaccine phòng bệnh đặc hiệu và có hiệu quả với các chủng virus SARS-CoV-2 hiện đang lưu hành. Trong thời gian gần đây, dịch đã có xu hướng giảm cả số mắc và tử vong trên phạm vi toàn cầu. Tại Việt Nam, dịch đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc với tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 cao. Căn cứ tình hình dịch, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế với COVID-19 tại tất cả các cửa khẩu của Việt Nam đối với người nhập cảnh kể từ ngày 27 tháng 4. Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục duy trì giám sát hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu theo quy định tại Nghị định số 89 ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới. Bộ Y tế tiếp tục cập nhật, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước để có các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Ngày 26 tháng 4, trong một hội nghị của Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết sẽ bỏ khai báo y tế nội địa. Bộ Y tế giao Cục Y tế Dự phòng có văn bản hướng dẫn các địa phương,